tuần này, chương trình Giác quan thứ 6 sẽ đem tới quý vị khán giả những ngành nghề đặc sắc và hấp dẫn, những tình huống phân tích bá đạo của hai người chơi, ca sĩ Long Nhật, diễn viên Cha Ngọc. Chi tiết mà cắt gọn móng tay đó là thường mấy người nấu bếp người ta không có để móng tay. Đây là một đôi tay không phải là người bình thường nữa đó nha. Và sự trợ giúp đầy thú vị đến từ trợ lý ảo Diệu Nhi. Số 3 vậy thôi. Ủa? Chỉ đơn giản là không phải thôi. Trời ơi là trời. Tập tuần này với khách mời dễ thương và hài hước chắc chắn sẽ đem đến nhiều điều thú vị. Chúng ta hãy cùng đón xem tập 8 ngay sau đây. Thành Trung, Diệu Nhi xin được chào đón quý vị khán giả cùng đến với chương trình Giác quan thứ 6 mùa thứ 3. Chương trình được phát sóng vào lúc 12 giờ trưa Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Trong cuộc sống, trực giác là một điều hết sức cần thiết. Bên cạnh việc lý trí phân tích thì chúng ta luôn cần tới cảm xúc và cần tới trực giác để làm cho cuộc sống phong phú hơn. Đôi khi việc đúng hay sai phụ thuộc vào trực giác rất nhiều. Và hãy cùng xem hai người chơi trong chương trình ngày hôm nay họ có trực giác đủ để chiến thắng 5 vòng thi của chúng tôi hay không. Hãy cùng chờ đón nam ca sĩ Long Nhật và nữ diễn viên Trà Ngọc. Ui, anh Long Nhật ơi, lâu lắm không gặp anh nhá. Thành Trung, càng ngày cứ mỗi lần gặp trông lại cứng cáp mà nhìn trông lại kiểu nhìn trông nó mạnh cứng mẽ. Cứng cáp tức là da hả? Không, cứng cáp là ý là mạnh mẽ đấy. Mạnh mẽ là không phải Long Nhật. Trang Ngọc, em có phải là người có trực giác tốt hay không? Tự đánh giá nào. Lúc trước á, thì lúc mà single, lúc mà độc thân á thì em là một người có trực giác tốt, nhưng mà sau khi lập gia đình và có con thì hết rồi anh. Tại sao? Ủa? Dạ, tại vì giống như là em sao ta, càng ngày á cái mối quan tâm trong cuộc sống em nó không có còn nằm ở trong trực giác nữa, em càng ngày càng thực tế á. Là cơm áo, là gạo tiền, là các con của mình. Dạ không, em không có cơm áo gạo tiền, em chỉ có sữa với tả thôi. Hy vọng rằng ngày hôm nay với trực giác của những người nghệ sĩ thì hai người chơi của chúng ta sẽ vượt qua được 5 vòng thi của chương trình một cách ngoạn mục để lấy được số tiền thưởng tối đa là bao nhiêu, trợ lý? Số tiền thật bất ngờ quá. Ủa chị vậy? Là người thiệt nha. Sao? Chứ không phải ảo là 3D đâu nha chị. Em dạ Diệu Nhi, anh có biết không, có nghĩa là chương trình của mình có đến tổng cộng là 5 giá trị tiền thưởng lận nè, 1 triệu nè, rồi 5 triệu nè, là 6 triệu chưa? Dạ, 6 triệu, 6 rồi. Triệu rồi tới 10 triệu là bao nhiêu? Là 16 triệu. Thì cộng thêm 15 triệu nữa là 1.2 tỷ. Cái gì? Trời đất ơi, dữ quá vậy trời. 1.2 tỷ nữa anh ơi. Nè, 15 triệu cộng thêm 16 hồi nãy có phải là 31 thì triệu. Đó đúng mà 31 mà cộng thêm cái giá trị lớn nhất 25 triệu nữa. Trời đất ơi, thưa quý vị, chưa thấy trợ lý nào thông minh hơn trợ lý của tôi. Kể ra và cộng cũng phải mất hơn 1 phút rồi. Chỉ chưa cộng xong nữa kìa. 56 đã hay. Nói chung là cộng từ năm ngoài tới năm nay. Hy vọng rằng là Trà Ngọc và Lâm Nhật sẽ được 56 triệu ngày hôm nay. Rồi chúng ta hãy cùng xem liệu hôm nay các người chơi có xuất sắc hay không. Bây giờ hãy cùng mời họ về đúng vị trí của mình. Quý vị khán giả đang quay trở lại với chương trình Giác quan thứ 6. Và bây giờ sẽ là luật chơi của chương trình. Luật chơi rất đơn giản, hai người chơi sẽ vượt qua 5 vòng thử thách của chúng tôi. Chúng ta sẽ có những nghề nghiệp tương ứng để những người chơi lựa chọn sao cho phù hợp với những vị khách mời mà chúng tôi mời tới đây. Và chúng ta cũng sẽ có 5 gói tiền với những mệnh giá khác nhau để giúp cho người chơi nếu trả lời đúng sẽ có tiền thưởng về quỹ điểm của mình. Nếu trả lời sai, đương nhiên tiền sẽ quay trở lại với chương trình. Và trước khi bắt đầu chương trình, chúng ta sẽ đến với phần vô cùng quan trọng, đó là lựa chọn một trong 3 chiếc két ở đây. Trong mỗi chiếc két này sẽ có một tấm thẻ ghi những thông điệp như nhân đôi, chia đôi hoặc giữ nguyên. Chúng ta sẽ biết ở cuối chương trình. Bây giờ xin mời trợ lý của chương trình, đồng thời là thủ két. Mọi người đã không nghe thủ kho đúng không? Thì trong chương trình có người thủ két. Thủ két chứ không phải là thụt két. Thủ két là giữ tiền đó, đúng rồi, đúng rồi. Mời thủ két đưa người chơi đến chọn két. Dạ vâng. Anh chọn nha. Xin mời hai vị bước ra đây theo tôi.
Xin mời hai vị nhìn tôi. Đây, chúng ta em hơi còn... sợ, em hơi sợ. 3, 2, 1. Mời anh và bé có thể chọn một trong ba chiếc két này. Mấy người suy nghĩ lâu vậy không, là số 1 hay chọn một cái đi. Chia đôi lắm đó. 1. 1 đi. Trực giác của anh cho thấy số 1 trong đây nó chứa tấm giá trị gì ạ? Những đôi. Dạ. Hoặc là dường nguyên. Đừng có chia đôi nghe. Dạ, em chúc anh may mắn. Bây giờ xin mời anh tới tiến tới đây để chúng ta cùng nhau. Ngọc qua đây anh. Mở ra. Đồ. Dạ, quan thứ 6. Tấm thẻ có thật nha mọi người. Dạ. Rồi mọi người đóng vào. Rồi. Rồi chọn một password mới để đảm bảo sự công bằng. Anh chọn cái password mới. Sau khi em bấm xong thì anh sẽ nhập cái password mới vào. Dạ. Mời anh nhập. Anh có thể đặt cái gì mà dễ nhớ. Nếu em quay ra đây thì không nhất thiết phải nhắm mắt. Khi nào em quay ra đây thì cũng phải được không? Được 4 số rồi phải không? 4 số xong chưa? Anh... Rồi. Ôi anh bấm 4 số xong chưa? Rồi, nếu 4 số rồi bấm dấu thăng đúng không? Anh bấm 1910 hả? Ờ 19... Ủa? Đó, tại vì gì? Thưa nhé, không có gì cho em đó. Thưa quý vị, chúng tôi đã cho người chơi đổi mật khẩu. Mật khẩu của người chơi có bị lọt ra ngoài hay không hoàn toàn phụ thuộc vào người chơi. Chúng không tôi không ai chế nghe nhiệm. Đâu, em đeo mi mà là trời mi. Ơi, nếu cuối chương trình mà người chơi quên mật khẩu không mở được két thì người chơi sẽ không mang được tiền về. Rồi. Thôi anh bấm lại đi, anh rồi, bấm lại. Anh nhớ đi. Rồi, anh nhớ rồi. Anh nhớ chưa? Rồi, 19 tháng 10 là sinh nhật của anh. Khán giả nhớ chưa? Trước khi đến với vòng 1, chúng tôi mời quý vị khán giả nghỉ ngơi trong 1 phút. 3D này không còn đeo mắt kiến vẫn thấy. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi quý vị có thể nghe nhưng không nên nhớ làm gì. Em rồi. Muốn nghe ý kiến của chị Dương Nhi mặc dù em không có xài đâu. Số 3 vậy thôi. Ủa? Anh qua anh chốt đi chứ cái áp án này tôi không có chốt. Quay trở lại với chương trình Giác quan thứ 6 mùa 3 và bây giờ là 5 gói tiền thưởng. Chúng ta có 5 gói tiền thưởng cùng với 6 nghề nghiệp mà chương trình sẽ chuẩn bị đưa ra. Và đương nhiên không thể thiếu được những người quan trọng trong chương trình của chúng tôi, đó là 5 khách mời đặc biệt. Và hôm nay họ sẽ tới với chương trình với chủ đề rừng xanh vẫy gọi. Tôi mời 5 khách mời tự giới thiệu về mình ạ. Xin chào mọi người, tôi tên là Trần Trọng Nghĩa. Tuy tôi không thường xuyên bị các bạn chê là xấu xí, nhưng tôi lại rất là đau đầu do có rất là nhiều các cô gái quay quanh. Bởi vì sao? Vì trời ban cho cái nhan sắc quá sức là lộng xẩy. Vậy các bạn hãy đón xem tôi là ai? Lộng xẩy. Quá sức lộng xẩy. Xin mời số 2. Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Nguyễn An Thiện. Tuy tôi dễ thương nhưng còn được cái chung tình. Và đặc biệt tôi chưa bao giờ than phiền về chiếc bụng béo của mình trên mạng xã hội như bao người khác. Bởi vì tôi luôn có một chiếc bụng đôi. Bụng đôi để ăn được hết tất cả món ngon trên cuộc đời. Dạ em hát xong rồi quý vị ạ. Và mọi người hãy đón xem em là ai nhé. Tiếp theo số 3. Xin chào mọi người, tôi là Lâm Đoàn. Cuộc sống của tôi là những chuỗi ngày trải nghiệm những điều mới mẻ và đẹp đẽ, kích thích sự sáng tạo của mọi người. Vậy theo các bạn, tôi là ai? Xin mời số 4. Xin chào mọi người, tôi là Lê Nguyên Tài. Tôi rất đẹp trai và tôi cũng thể thích thảo mai. Các bạn hãy đoán xem mình là ai? Chú cá sấu ở số 5. Xin chào mọi người, mình là Trần Đông Hưng. Mọi người hay gọi mình là Bo. Mình rất thích làm cho mọi người cười. Mình cũng rất thích nhìn mọi người cười. Nhưng mà mình làm hay không, mọi người có cười hay không là một chuyện khác. Vậy, mình là ai? Hey! Bây giờ sẽ là phòng 1, được mang tên ấn tượng đầu tiên. Trời ơi. Nhiệm vụ của người chơi đó là lựa chọn một trong 5 gói tiền. Rồi sau đó chương trình sẽ đưa ra nghề nghiệp để người chơi sẽ lựa chọn xem nghề này phù hợp với khách mời nào. Hai người chơi lựa chọn gói tiền thưởng số bao nhiêu? Chọn số 2. Rồi. Số 2. Dạ. Yeah. Và nghề nghiệp ở vòng 1 đó là họa sĩ 3D. Anh hãy giải thích một chút về nghề nghiệp này bởi kiến thức mà anh biết. Theo anh nghĩ là đây là họa sĩ 3D là thiết kế đồ họa. Mà ví dụ mình có một cái sân khấu đẹp, một cái phim trường đẹp thì cần một cái người thiết kế họa sĩ 3D như thế này để làm
trên cái phần mềm, yeah. Rồi sau đó mày thiết kế rộng lớn ra ở ngoài sân khấu trên cả cái chương trình ảnh biểu diễn. Nếu như mọi người muốn biết thêm thông tin về công việc này, hãy nghe đây. Đúng rồi. Trợ lý. Nói về họa sĩ 3D, thì khi chúng ta có một bản phác thảo nằm chìm dưới mặt giấy, thì chìm dưới mặt giấy nằm ẩn trong đó nhưng chúng ta có thể thấy nó. Thì khi mà phác họa ra xong á, thì để cho cái người mà những cái người thầu mà có thể kêu mấy cái người thợ đi làm đó, thì mình sẽ vẽ 3D lên, là mình vẽ thực sự là chi tiết, là như thật bằng mắt thường mình có thể thấy được. Nhưng mà 3D này không cần đeo mắt kiến vẫn thấy. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi quý vị có thể nghe nhưng không nên nhớ làm gì. Và tôi nhắc với hai người chơi, hai người chơi sẽ có hai quyền trợ giúp chỉ được sử dụng ở hai vòng đầu tiên, đó là quyền loại trừ đi những phương án không chính xác và tiếp cận đối với khách mời. Rồi. Bây giờ xin được hỏi hai người chơi, hai người chơi có muốn dùng một trong hai quyền đó không? 3D chỉ được dùng hai vòng đầu thôi, cho nên mình phải dùng sớm. Rồi, dùng sớm đi. Đừng có để dành. Bây giờ mình dùng luôn hả? Dùng đi. Quyền gì? Loại trừ. Ủa sao anh loại sớm vậy? Loại trừ đi. Hay là mình loại gần không? Loại trừ. Chúng tôi xin mời chương trình loại trừ đi những phương án không chính xác ở nghề nghiệp này. Vậy là số 1 và số 5. Chúng ta còn lại số 2, số 3 và số 4. Xin mời người chơi hãy phân tích. Hồi nãy tới giờ em quan sát nhiều anh số 4 á. Tại vì họa sĩ 3D thì theo em hiểu là những người sẽ làm việc trên máy tính nè, tiếp xúc với lại công nghệ nhiều. Mà cái bạn số 2 á, thì em nhìn bạn ấy rất là cartoon á, cái kiểu hoạt hình á, nhìn nó rất là sao ta, có năng động. Nhìn bạn ý và em có cảm giác như là đến từ cùng một môi trường ấy. Đó, đó đúng rồi đó, sọc sọc nè, là cartoon á, là thích, yêu thích cái hoạt hình hơn là ngồi máy tính, ngồi một chỗ. Còn bạn số 3 thì cái tóc màu màu, cái kiểu đó là em thấy giống như những bạn underground á anh, những rap nghệ sĩ thì... nghệ sĩ tự do. Đúng rồi, do cái đèn chịu bôi là tóc thiệt màu hồng luôn, tóc ảnh á, tóc ảnh màu hồng luôn. Dạ. Em nghi ngờ sợ buồn hả? Dạ, tại vì nhìn anh số 4 có cái nét gì đó rất là IT nha, rất là máy tính, rất là computer rồi đó. Wow. Nhưng anh là nghi số 2 nè. Anh nghi số 2. Anh là nghi số 2, tại vì cái người mà làm thiết kế đồ họa trên 3D, nhiều họa sĩ 3D thì là hay bị cần. Và có thể là ít vận động, ngồi trên máy nhiều đó. Thì cũng có không thể mà thường là... như anh ngồi máy tính em thấy là anh lại ốm hơn như anh bình thường luôn cả anh. Đó, dạ, nhân viên văn phòng rồi đó mà ngồi máy tính nhiều, cận thì có cận nhưng mà ốm hơn người ta bình thường nha. Nếu như người chơi còn phân vân, hãy nghe phần phân tích của trợ lý. Đúng rồi, em muốn nghe ý kiến của chị Diệu Nhi, mặc dù em không có xài đâu. Trợ lý ảo Diệu Nhi. Chị cứ nói đi, chị nói cho mọi người tâm lý vui vậy thôi. Dạ đó, đúng rồi, không? Chị nói đi rồi em bỏ. Ok, nếu mà như vậy thì chị nói thì thật ra là 2, 3, 4 là thì cũng có cảm giác là số 3 đó. Hả? Số 3 được. Chị cảm giác số 3. Chị cảm giác số 3 đó. Dạ. Tại vì là bởi vì cảm thấy là... số 3 vậy thôi. Ủa? Dưỡng người ta hay quá à. Tại vì chị biết em trước sau. Số 3 đó. Số 3 là số 3 vậy thôi nữa hả? Dạ, số 3 vậy thôi. Tại biết bé Ngọc cũng không có xài cho nên nói vậy á. Bây giờ sẽ là quyết định của người chơi. 3. Sao hôm nay mình nghe chị Diệu Nhi. 2. Số 2. Hãy bấm chuông và chốt. Chốt. Anh của anh chốt đi chứ cái áp án này tôi không có chốt. Nhưng mà em đồng ý với anh không? Em đồng ý với anh nhưng mà em không có chịu trách nhiệm vụ này. Quá chừng người bẻ số 3 nó đi. Số 4, em nghi số 4 lắm. Số 4 thì anh nhường em đi. Anh nhường em ha. Rồi anh nhường. Có gì em chịu trách nhiệm. Rồi ok. 2 với em. Số 4 ạ. Chốt. Hãy cùng xem số 4 liệu có đúng hay không. Xin mời chương trình. Ở vị trí số 4 với công việc là họa sĩ 3D. Và đang tiện như thế này thì chúng tôi mời hai người chơi đoán luôn là cái
gói tiền số 2 kia là mệnh giá bao nhiêu tiền? 25 triệu. Em nghĩ là 25 triệu. Giống anh Nhật hả? Dạ, em nghĩ cao nhất luôn. Rồi, 25 triệu. Chúng ta cũng phải mơ ước. Liệu cuộc đời có như mơ hay không? Xin mời gói tiền số 2 được mở ra. Yeah. 5 triệu. Đời không như là mơ, nên đời thường giết chết mong mơ. Được có 5 triệu cũng được. Chúc mừng anh chị. Chúng ta sẽ cùng làm quen và gặp gỡ với khách mời số 4. Mời bạn tiến lên phía trước ạ. Chào bạn. Bạn có thể giới thiệu về bản thân mình cho khán giả được biết được không? Xin chào mọi người. Mình tên là Lê Nguyên Tài. Mình là họa sĩ vẽ tranh tường. À, vẽ tranh tường. Tranh tường 3D ạ. Ồ, vậy là mình biết rồi. Vậy có phải là trong mấy cái con đường, rồi mấy khu phố mà trong khu du lịch đó có những cái tranh vẽ về người, rồi vẽ khung cảnh 3D là bạn làm về công việc đó đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Vẽ tranh 3D thì nhiều người đã quen với khái niệm đó, vẽ trên máy tính. Nhưng mà vẽ ở ngoài đời thật để làm cho nó giống thật và đôi khi làm đánh lừa thị giác ấy, thì cái yếu tố gì là quan trọng nhất? Tức là góc nhìn ạ. Tức là khi vẽ trên một bức tường phẳng, mình sẽ lấy điểm tụ các thứ. Điểm tụ rồi mình lấy ánh sáng của bức tranh vào, rồi sẽ đổ bóng lên cái vật thể của nó. Và chắc chắn là rất nhiều khán giả muốn được biết tài năng của bạn ngay trên sân khấu của Giác quan thứ 6. Bạn có sẵn sàng không ạ? Dạ vâng, hôm nay mình có mang theo sản phẩm ạ. Wow, vậy thì chúng ta hãy cùng đến ngay với những sản phẩm của bạn đấy. Chúng ta đang đến với những tác phẩm vô cùng đẹp mắt và cực kỳ ấn tượng. Trước hết là chúng ta sẽ nói về bức tranh chim công này. Khi bạn vẽ bức tranh này thì xong thì bạn có nghĩ là bạn sẽ bán nó không hay là bạn sẽ giữ nó? Dạ, em giữ nó ạ. Bởi vì? Vì kiểu như em có kiểu như là ở quê em á, là ngay nhà em là ngay con trên núi. À. Trên núi là có một vườn quốc gia, em rất là hay lên đó. Dạ. À, và ngắm nhìn con công. Chắc là trên vườn quốc gia nhà bạn chắc chắn không thể có sư tử rồi. Còn nếu như bạn muốn nhìn thấy sư tử, bạn hãy quay sang trái. Sư tử Hà Đông. Em cho anh hỏi nè, là do phổi màu thôi hả? Giờ em làm 3D lập thể rồi là trắng đen rồi là cái phổi màu được tạo cho mình cảm giác là có nội đến như vậy và có chiều sâu như vậy. Đúng rồi ạ. Hay là mình có làm nó nội lên trên cái mặt. Không, cái này chỉ mặt phẳng đấy ạ. À, thực sự là rất đẹp. Nào, chúng ta hãy cùng quay sang hai bức tranh bên tay trái. Tôi có cảm giác như nó có sự khác biệt. Bạn hãy giải thích một chút. Dạ, với đây có một hai bức tranh rất là đặc biệt. Đó là nó có thể được phát sáng. Phát sáng luôn á. Hãy hạ đèn xuống và dọi đèn vào để cho khán giả được nhìn thấy ạ. Wow, wow. Đẹp quá. Ôi. Đẹp quá em ơi. Làm thế nào để bạn vẽ được một bức tranh như thế này? Lúc em vẽ cái này là sử dụng màu... vẫn là màu 3D, màu acrylic, nhưng mà khi nhấn phải chói chiếu đèn vào á, mình sử dụng màu phát sáng, mình nhấn lên nó sẽ nổi lên. À, màu phát sáng là có phải dùng luminous không em? Dạ, cũng gọi là vậy ạ. Khi mà em vẽ bức tranh này á, là em vừa lấy tưởng từ người phụ nữ Việt Nam nữa, rồi lồng ghép những cái hình ảnh mà đẹp của Việt Nam vào trong giai đoạn mà miền Trung đang gặp lũ lụt ạ. Em có tốt nghiệp và học ở một trường mỹ thuật nào không? Dạ, em có học qua, nhưng mà đa phần là em tự học rồi. Tự học chứ không chưa có học qua một cái trường lớp về hội họa mỹ thuật. Tức là từ lớp 1 cho tới lớp 12 thì học rồi cứ đam mê á chị. Xong rồi tự vẽ, rồi tự mày mò vẽ, rồi tự mua về thôi. Dạ, vâng, chứ rồi chưa có thực sự là học một cái trường lớp chính thống nào để đào tạo. Dạ vâng. Vậy thì chúng ta dành một tràng pháo tay cho bạn. Bởi vì tôi nghĩ rằng một trong những tố chất quan trọng nhất của một người thành công đó chính là tố chất tự học. Bởi vì đôi khi có những thứ chúng ta có thể học trên trường lớp, nhưng chúng ta không luyện rèn nó mỗi ngày thì rất là khó để trở thành có thể là tài năng. Và không có tài năng, chúng ta khó có thể thành công. Tôi tin là bạn sẽ thành công trong tương lai với nhiều những tác phẩm đẹp hơn nữa. Và nếu được, tôi sẽ mời bạn về quê của tôi. Quê tôi cũng là Quảng Ngãi, ở một vùng biển mà bạn chưa tới. Và tôi có thể sẽ mang tới cho quê hương tôi những bức tranh 3D rất đẹp của bạn, như là một cái dấu ấn, như là một cái sự thu hút dành cho khách du lịch tới đây. Và bạn hứa với bạn
là bạn có thù lao nào. Và bây giờ là lúc chúng tôi muốn quý vị khán giả sẽ cùng nghỉ ngơi trong ít phút. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau đây. Nhưng mà số 2 em nghĩ không phải đâu. Số 2 tại vì chỉ đơn giản là không phải thôi. Trời ơi là trời. Đó anh là nội rồi, ai mà để mắc kiến cho mình đoán ra. Thôi lần nữa anh nghe em, số 2 hoài à. Không, này không phải số 2 hả? Quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Giác quan thứ 6 mùa 3. Và bây giờ là vòng 2, vòng cảm quan. Vượt qua vòng thi đầu tiên, hai người chơi của chúng ta, ca sĩ Long Nhật và diễn viên Trà Ngọc đã có 5 triệu đồng tiền thưởng với việc đã đoán đúng vị khách mời số 4 với nghề nghiệp là họa sĩ 3D. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng 2 và gói tiền thưởng tiếp theo mà người chơi lựa chọn. Xin mời hai người chơi. Số 5. Số 5 luôn, dạ. Số 5. Và hãy cùng xem nghề nghiệp tương ứng với gói tiền số 5, đó là may túi siêu nhỏ. May túi siêu nhỏ hả ta? Đây là một cái đặc điểm liên quan tới chuyện may vá thủ công, liên quan tới handmade là bằng tay. Hãy cùng xem một trong bốn khách mời còn lại ai sẽ làm nghề này. Xin mời người chơi hãy dự đoán. Em thì khoan từ từ, em có cần dùng thêm một cái trợ giúp nào không? Tiếp cận. À được anh. Một trong hai người chơi có 15 giây để tiếp cận bốn khách mời của chúng tôi. 15 giây bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hết giờ em ơi. Hết giờ. Sờ ngón tay coi. Sờ ngón tay. Sờ luôn hả? Sờ luôn. Rồi hết giờ. Hết giờ, không được sờ. Ta cắm sờ vào hiện vật mánh suối em sờ. Tiếp cận khác mà động chạm khác. Em chốt đáp án luôn. Anh Nhật em chốt đáp án luôn. Rồi số mấy? Số 2 á, em nghĩ số 2. Nãy lúc mà anh cho cái nghề nghiệp là may túi siêu nhỏ xong á, thì em có nghi ngờ bạn số 2 nhiều. Tại vì sao? Tại vì em nghĩ á, làm cái gì mà siêu nhỏ người ta thường sẽ tập trung cao độ, mà cái sự tập trung cao độ đó sẽ dẫn tới ảnh hưởng tới mắt. Nhưng mà em muốn nghe ý kiến của chị Diệu Nhi ạ. Sau khi mà hồi nãy em chọn số 3 mà thật sự cái đáp án đúng là số 4 á, thì giờ em không dám chọn nữa. Em cảm thấy đầu xuôi đuôi lọt mà lúc nãy nó cũng đã không có suông rồi. Thì nhưng mà số 2 em nghĩ không phải đâu. Ủa sao hai? Tại vì chỉ đơn giản là không phải thôi. Nếu là em thì em nghĩ số mấy? Nếu là em nha, em nghĩ có thể là số 1 đó. Bởi vì cái cách số 1 cầm cái cây á, nó rất là khác so với ba bạn còn lại. Nó có một cái sự nâng niu, giống như là nâng niu những cái chiếc túi siêu nhỏ mà bạn may ở nhà vậy đó. Vâng, nói thì cứ nói thôi nhưng chả có cơ sở khoa học nào cả. Nhưng nếu như mọi người thường xuyên nghe trợ lý của chúng tôi đưa ra những cái ý kiến thì mọi người sẽ nhìn thấy ở đâu đó cái quy luật để có thể lựa chọn đúng. Tôi nói ví dụ nhé. Dạ. Vừa rồi nhá, ở vòng 1 ấy. Dạ. Nghĩ là số 2, dạ. À nghĩ là số 3. Số 3. Nhưng số 4 mới là đúng. Dạ. Lần này nghĩ là số 1. Thì em chọn số 2. Chính dạ. Xác cái quy luật là tiến lên một. Dạ. Vậy thì là mọi người sẽ quyết định. Anh nghe em không? Có, anh nghe em. Anh nghe em nha. Nhưng mà anh bấm chuông. Anh bấm chuông. Rồi. Anh Long Nhật và Trà Ngọc quyết định chọn bàn số 2. Hai người chơi đã quyết định chọn số 2 là người ứng với công việc may túi siêu nhỏ, đúng không? Nào, hãy cùng xem kết quả. Số 2 như đúng rồi. Vậy là không chính xác, không chính xác, không chính xác. Đó anh là nội rồi, ai mà để mắc kiến cho mình đoán ra. Thì đó em đã nói chơi đổ rồi. Phải tin em. Vậy thì hãy cùng xem ai mới là người làm công việc này. Xin mời. Trời ơi,
làm cái đầu tóc mà đỏ hế như vậy? Ở nhà mấy túi mà ai xúi nhuộm cái đầu hết rồi, đó trời. Ở nhà mấy túi mà ai nhuộm mà kỳ đâu chứ, bà làm sao mà ai mà đoán được. Trong lúc khó khăn, chúng ta vẫn phải tìm ra những sự tích cực. Đó là quy luật đoán sai của trợ lý trong chương trình. Đó chính là lần một thì đoán người này tiến lên một bước, còn lần hai đoán người này thì cách một bước, gọi là cộng hai. Trời ơi là trời ơi. Vòng một là cộng một, vòng hai là cộng hai. Vậy là vòng ba mọi người biết thế nào rồi đúng không? Là cộng ba. Nhưng bây giờ là lúc chúng ta sẽ cùng xem gói tiền thưởng kia là bao nhiêu. Anh ơi, 10 triệu. Nào chúng ta hãy cùng xem chàng trai tóc hồng kia tại sao lại lựa chọn một công việc nghe rất lạ tai và nhiều người sẽ phải muốn biết xem công việc đó như thế nào. Xin mời bạn bước lên phía trên. Em hãy giới thiệu về mình cũng như về công việc của mình cho mọi người được biết. Lời đầu tiên xin gửi lời chào đến tất cả mọi người. Em là Nguyễn Lê Lâm Đoàn, năm nay em 33 tuổi và hiện tại đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em và cũng là công việc chính đó là làm những chiếc túi nhỏ dành cho búp bê. Búp bê. Những chiếc túi này chỉ dành riêng cho búp bê thôi. Dạ, lúc trước là nó sẽ dành riêng cho búp bê, nhưng mà hôm nay thì cái địa bàn hoạt động của nó đã sang một số ngành nghề khác nữa rồi. Đó là? Dạ, ví dụ như là các bạn có thú vui sưu tầm những món mini nhỏ. Cái kích thước nhỏ nhất mà em từng làm đó là 3cm. 3cm á? Nó bằng một đốt ngón tay. Trời ơi. Người ta nói trăm nghe không bằng một thấy. Có lẽ rằng vào lúc này rất nhiều quý vị khán giả và bản thân tôi, Diệu Nhi và hai người chơi rất muốn được xem những tác phẩm của bạn. Bạn có mang tới đây không? Dạ có ạ. Vậy thì chúng ta hãy dành một tràng pháo tay cho những tác phẩm này. Thưa quý vị, chúng ta đang đến với một bộ sưu tập túi sách. Nhưng điều đặc biệt hơn là nó đang bị thu nhỏ lại như là đèn pin thu nhỏ của Doraemon vậy. Chúng ta có thể nhìn thấy một bộ ba túi sách. Chúng ta nhìn thấy ở đây là một bộ đôi. Chúng ta ở đây nhìn thấy là một bộ ba đầy đủ vali và túi sách. Có thể nói là cực kỳ sành điệu. Và tôi không biết nói gì nữa. Thật sự là quá xuất sắc và quá tỉ mỉ. Và ở đây thì có cái bộ túi nào bạn cảm thấy tự hào nhất và làm khó nhất? Dạ, đó là bộ này. Bộ này là được vị khách rất là đặc biệt, là chồng của chị là phi công, còn chị là làm tiếp viên hàng không. Đã đặt riêng một bộ này. Chúng ta nhìn thấy là quá dễ thương và đáng yêu. Hồi nãy em chỉ nghĩ tới cái khúc là chỉ làm những cái chiếc túi nhỏ thôi. Em chưa nghĩ đến là những cái chiếc túi hiệu mà thu nhỏ lại. Thực sự rất là bất ngờ luôn. Một bộ này bạn bán có đắt không? Dạ, đối với thị trường Việt Nam thì giá vừa phải. Ở nước ngoài họ có quan tâm tới những sản phẩm này của bạn không? Dạ, trong năm nay thì đơn hàng nước ngoài của em là đã được rất là nhiều. Rất là nhiều. Dạ. Cảm ơn em đã đến với chương trình. Chúc em sẽ thật nhiều may mắn và thành công. Chúng ta cùng đến với vòng 3 của giác quan thứ 6. Bây giờ sẽ là vòng 3 được mang tên. Đó là vòng trực giác. Trời ơi là trời. Dễ ương lắm không? Thành vậy dễ ương. Tôi thật là may mắn khi mùa 3 này có một trợ lý đặc biệt ở bên cạnh. Và vòng 3 vẫn như vậy. Chúng ta còn lại 3 gói tiền thưởng. Người chơi sẽ lựa chọn một trong 3 gói tiền thưởng này. Chọn số 1 luôn anh. Số 1. Vậy thì em đoán xem gói số 1 là bao nhiêu tiền? Nếu như để em đoán thì thôi khỏi. Nãy giờ là mệnh giá cũng có vẻ là hơi thấp. 25 triệu. Nó có phải là 25 triệu hay không? Chúng ta sẽ phải chờ đợi kết thúc vòng 3. Bây giờ sẽ là nghề nghiệp tương ứng với số tiền. Xin mời. Thợ làm bánh. Nếu như hai người chơi vẫn còn chưa hiểu nhiều về khái niệm thợ làm bánh, hãy nghe trợ lý của chúng tôi giải thích. Nói về nghề nghiệp này thì như chúng ta cũng đã biết,
những chiếc bánh nó rất là quan trọng đối với lại một chiếc xe. Nếu như không có bánh làm sao chiếc xe có thể lăn bon bon trên đường. Vì vậy thợ làm bánh xe là một người thợ rất là tỉ mỉ. Thợ làm bánh là người ta đang nghĩ tới cái bánh để ăn á. Bánh để ăn à, bánh bông lan, rồi bánh thuồng, rồi bánh in, rồi bánh kem, rồi này kia. Các anh chị cứ hiểu đúng như những gì mình đã hiểu đi. Còn coi như là chúng tôi chưa nói hay rồi. Hay là thờ là bánh xe thiệt. Một trong ba khách mời còn lại ở đây thì các anh các chị lựa chọn ai? Tôi ngừng với nghề. Anh có thể nào là số 2 không ta? Tại hồi nãy cái tay của bạn đó, cái em nói đó, cái chi tiết mà cắt gọn móng tay đó là thường mấy người nấu bếp người ta không có để móng tay. Tại để móng tay nó sẽ gây cái việc về vệ sinh an toàn thực phẩm nữa. Anh nghĩ sao? Thôi lần nữa anh nghe em rồi, hai rồi, số 2 hoài à. Không, không phải số 2 hả? Giờ sao nè, em nghi là số 2 với số 5 á. Tại vì cái anh số 1 anh ngầu quá ha. Anh không có làm bánh đâu. Số 5 đi. Số 5 hả? Nếu anh chọn số 5 em cũng nghĩ số 5 nha. Tại vì số 5 cái người cũng nở nở nang nang giống số 2. À đội em chốt số 5 ạ. Rồi. Số 5. Để tránh gây ức chế tinh thần cho người chơi, sau khi người chơi đã chốt, bây giờ tôi mới hỏi trợ lý của mình. Trợ lý. Dạ. Theo em thì sẽ là số mấy? Số 5 chắc chắn không phải là thợ làm bánh. Tại sao? Bởi vì số 5 là một người, em có cảm giác là một người có thể là, như mọi người đã thấy cảm giác ngay từ đầu, là một diễn viên hay là một MC gì đó. Cảm thấy rất là hoạt ngôn. Đẹp ha. Nhìn có nghệ thuật. Đúng rồi, và rất là tự tin. Nào hãy cùng xem số 1 hay số 5 và cũng có thể là số 2 thì sao? Kết quả. Đừng nói mình sai nữa, là hai lần mình sai. Là tới gần coi được không? Tới gần coi được không? Không, đứng ở đây thôi. Tới gần coi đi. Anh tới đi, em đi. Tới đi. Tôi nghe bánh không? Trời ơi, chào em. Chắc là hai mấy năm em không hợp thợ làm bánh. Em là thợ làm bánh mà xem đẹp quá vậy. Dễ thương. Nhưng quan trọng là gói tiền thưởng số 1 ở trong đó là mệnh giá bao nhiêu? 25. Xin mời. 15 triệu. Yeah. Vậy là chúng ta có được bao nhiêu rồi? 20 triệu. Mỗi đứa 10 triệu. Nào hãy cùng chào đón vị khách số 5 đến lên trên. Anh có thể giới thiệu thêm cho khán giả biết về mình. Xin chào mọi người, em tên là Trần Đông Hưng. Cộng đồng mạng hay kêu em là Bo Bánh Bao. Và nghề nghiệp hiện tại của em là làm một thợ bánh kem. Bánh kem. Ủa tại sao gọi là Bo Bánh Bao mà không làm bánh bao mà làm bánh kem? Thì như chị cũng thấy đó, thì ba má em có dến vô trong mặt em hai cái bánh bao thịt đó. Thì với lại có một thời gian là mọi người đi đâu cũng gặp em cầm cái bánh bao hết á. Tại vì nó cũng là một món yêu thích của em. Nên là từ đó thì cái tên nó ra đời. Vậy là nghề gia truyền. Vậy thì ai đã xô đẩy em vào thẳng cái bánh kem như thế này? Dạ chị Ngọc ạ. Ủa cái gì vậy? Trời ơi. Dạ thật ra đây là cái người quen của em nãy giờ đứng cứ nhấp nháy nhưng mà không biết em làm nghề gì đó mọi người. Dạ thì đúng là chị em có biết nhau, nhưng mà biết nhau cách đây là 4-5 năm rồi. Đó em là vai trò là diễn viên, còn Hưng á là làm giống như là trợ lý trong đêm diễn vậy đó. Anh là để phục vụ về đạo cụ, cảnh trí, phục trang cho tụi em. Dạ đúng rồi, từ cái giai đoạn mà Hưng nghỉ làm ở sân khấu em á thì đến bây giờ thật sự em gặp lại Hưng em không biết Hưng làm nghề gì nha em. Nó chắc là em không biết. Đề nghị hủy kết quả lần này. Tại vì em có chắc là em cũng không ngờ là có chị ở đây và chị cũng không biết em đâu ạ. Lúc mà em đứng ra em nhìn chị em cũng hơi hết hồn, nhưng mà em phải nghiêm. Sao em hết hồn? À không, em nhìn chị kia chứ chị thì em thấy vui. Tự nhiên chị bước ra nhìn chị hết hồn. Chị không, em gặp chị em mới hết hồn. Rồi bây giờ là lúc tôi rất là muốn bạn thể hiện cái tài năng của mình. Thì không biết là trên sân khấu này bạn có cách nào để thể hiện cái tài năng làm bánh của mình không? Tại vì do rất là nhiều hoàn cảnh nên là em không có thể làm ở đây được. Tại không, em cứ làm đi. Em cứ làm đi. Tại chị đợi được. Anh ăn, em làm anh ăn. Đúng rồi, bao nhiêu tiếng em không làm, nhưng mà bây giờ em hát em tặng chị chịu không? Chịu luôn. À, nghề nghiệp của em là làm bánh kem nhưng em muốn hát. Dạ đúng rồi ạ. Tại vì nó liên quan á. Không, chút em hát đi, nó sẽ có sự liên quan chị. Rồi, tự nhiên chị mỏi cổ. Vậy là mọi người mua bánh của em là vì em hát hay, hay là vì bánh ngon? Dạ, tại em đẹp trai. Và bây giờ sẽ là phần trình diễn của Bo Bánh Bao.
Từ khi quen em, anh đã biến vui rồi. Vì những lúc tháng nghe em cười, anh đã biết con tim yêu em mất rồi. Người yêu ơi, xin em chớ quên. Mùa xuân trên cao, ngàn hoa lá lấp lánh nắng, nụ hôn thơm ai trao em rồi. Em yêu kiều thương tha, cho hồn đắm say. Cuộc tình ngỡ dài lâu, ngủ sâu vòng tay em mang. Em nào biết, em nào có ngay, hạnh phúc trôi qua tay giật mộng ta. Lòng cay đắng khi em quên lối hẹn, lời yêu, lời thương em đã quên, đã quên. Nhưng lòng anh nuôi hoài giấc mơ, tình sẽ không phôi phai như làn mây. Có nhiều đêm trong mơ anh vẫn chờ, chờ em đến tình thôi xót xa. Làm bánh cho em. Em giận anh lắm luôn, thật sự. Em trao cái hoa bóng đó cho anh mà anh nở lần nào. Anh, bởi vì anh không thích bóng lắm. Nhưng mà em có mục đích của em. Mục đích của em là gì? Tại vì á, hai cái hoa này á thì em dành cho hai anh, nhưng mà cái hoa đẹp nhất bên trong này em sẽ lấy ra thì dành cho hai chị. À thế thì được rồi. Rồi. Đồ ăn là giả đồ ăn. Nào, mời em. Yeah. Ra đi kìa. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Xin cảm ơn. Ồ, cái bánh kem này nhìn lên là hình như là số 6. À, cái này là logo của chương trình ạ. Là tượng trưng là cho chương trình là giác quan thứ 6. Dạ đúng. Thì có những người làm về chương trình thì mới được ăn thôi. Còn khách mời có làm cái gì dạ, đâu. Dạ vâng ạ. Đúng không em? Dạ, ủa, đúng rồi, ạ. Rồi, cảm ơn em dạ, nha. Dạ đúng rồi chị. Dạ, ủa? Được rồi chị. Vậy, chị làm như vậy. Chương trình chị. Cái này là cho chương trình. Cho chương trình đó. Dạ đúng rồi, mình diễn viên ạ. Dạ, MC. Chương trình. MC là của chương trình. Chương trình ở đây ai gồm có ai các anh quay chị? Phim, có đạo diễn, có anh em âm thanh, ánh sáng, có cả những người làm hậu kỳ, hậu đài. Đúng. Vì còn... thế. Trời ơi. Vì thế, tôi yêu cầu trợ lý mang cái bánh về đặt ở bàn cho tôi. Rất là thơm luôn. Nghi thức rước bánh nè. Mang ra đây. Đem cái bánh di truyền về đây. Rồi, đem cái bánh di truyền về đây. Rất đẹp và đầy ý nghĩa. Thay mặt những người làm chương trình, cảm ơn Bo đã đến đây và mang theo một món quà dễ thương như thế này. Chúc em sẽ làm thêm nhiều những chiếc bánh trong những dịp đầy ý nghĩa cho tất cả những khách hàng của mình. Cảm ơn em, hẹn gặp lại. Chị lại đoán. Đoán đi. Anh tin em. Gia đình tin em. Gia đình tin em. Chị tin em, nhấn chu đem. Hai. Kinh doanh thời trang. Một. Kế toán. Ôi. Thất vọng về em quá. Ủa, quý vị khán giả thân mến, chúng ta đang quay trở lại với chương trình Giác quan thứ 6 mùa 3. Và bây giờ là vòng 4 với tên gọi Lập luận. Lập luận. Chúng ta còn lại hai có tiền thưởng, hai khách mời, nhưng chúng ta còn lại ba nghề nghiệp. Bây giờ sẽ là gói tiền thưởng số 3 hay số 4 được chọn? 1 triệu hay là 25 triệu? Số 3 luôn không? Số 3 ha, tại vì số 4 số không hơn. Số 4 tứ quý. Đó. Anh có chung đội với em không? Tam tài tứ quý. Hoặc tứ tử tam tài tử. Cái nào cũng chết. Tùy. Chọn đi. 3. 3. Số 3. Và hãy cùng xem nghề tương ứng với gói số 3 là gì. Vẽ canvas. Canvas. À. Xin được hỏi hai người chơi sẽ lựa chọn người số mấy với nghề này.
em vẫn có lấy dữ liệu là cái bàn tay của cái anh số 2 này này nha. Đây là một đôi tay không phải là người bình thường đâu đó nha. Chắc là số 2 á. Sao em cứ đòi số 2 hoài gì? Tại vì nhìn anh có tật giật mình lắm kìa. Rồi, bây giờ anh nghe lời em. Hả? Thì thử coi là tại vì em cứ đòi số 2 hoài. Để qua thử số 2 lần này có con xuất hiện không? Không, nhưng mà anh nghi số 1, chọn số 1. Có chốt không? Chốt. Chốt luôn hả anh? Chốt anh tin em nha. Anh tin em. Gia đình tin em. Gia đình tin em. Chị tin em, nhấn chuông em. Số 2. Số 2. Gớm đưa bấm cái chuông mà cứ như là tháo quả bom nguyên tử đúng bằng. Chúng ta sẽ cùng đến với kết quả của chương trình. Sai hoài. Trời ơi, cái đời sao sai hoài. Thất vọng về em quá. Ủa? Em cùng chỉnh em à? Cùng chỉnh em nói là lần này. Ai lúc nãy nói tin tôi? Không phải, cái đó là em đôn thúc cho nhấn chuông cho lẹ thôi. Chứ em thấy hai người quyết định lâu quá. Ủa? Thật sự. Em đúng. Nếu mà đúng lựa chọn của em thì em chọn ai? Dạ tất nhiên là số 1 rồi. Trời ơi, bởi vì cái cách mà anh số 1 cầm cái bong bóng như cầm một cái cây viết vẽ canvas gì đó. Chúng ta hãy cùng xem gói tiền thưởng số 3 là bao nhiêu tiền. 1 triệu hay 25 triệu? Nếu mà đây là 25 triệu thì từ nay em với chị Diệu Nhi là chúng ta cũng thể nào, để cho mọi người tự tin hơn vào số tiền này, tôi mời trợ lý hãy đoán. Chị lại đoán. Đoán đi. Bây giờ chị còn dám đoán 25 triệu nữa nào, cái nụ cười của chị đi. 25 triệu. Em nghĩ là có những lúc xui và thua như thế này chỉ có thể là 25 triệu trong đó. Trời ơi, chương trình cảm thấy là mời em đến và trả lương cho em là hoàn toàn xứng đáng. Dạ. Hãy cùng xem. Đừng. Như vậy là chị với em vẫn còn nhìn mặt nhau được đúng không? Dạ vâng, em thực sự thì đó. Thực sự em ơi, em thương chị lắm. Em thương chị lắm. Em. Dạ. Ủa? Anh ơi. Vâng, rất may cho hai người chơi, họ đã để lại chương trình chỉ có 1 triệu thôi. 25 triệu vẫn chờ họ ở phía trước. Nhưng họ vẫn còn 2 nghề nghiệp nữa. Trước khi đến với vòng cuối cùng, chúng ta hãy cùng gặp gỡ và giao lưu với vị khách mời số 1. Xin mời bạn. Xin mời bạn giới thiệu về bản thân. Xin chào mọi người. Em tên là Trần Trọng Nghĩa, em là một họa sĩ. Họa sĩ thì mọi người cũng đã biết rồi. Nhưng bạn có thể nói rõ hơn về cái công việc của mình không? Vẽ canvas là như thế nào? Canvas là một loại vải à. Giống như là nó thuộc về là vải bố, giống như vải bố. Em vẽ thường là vẽ trên canvas hoặc là vải bố. Có thể là vẽ lụa hoặc là một cái loại vải mỏng hoặc là dày. Là công việc của em thường là vẽ trên vải. Em có sẵn sàng biểu diễn trên sân khấu của chương trình không? Dạ được ạ. Vậy thì còn chờ gì nữa, một tràng pháo tay thưa quý vị. Chúng ta đang đến với những sản phẩm do chính chàng trai này tạo ra bằng đôi tay khéo léo của mình. Những chiếc túi tưởng chừng như bình thường nhưng nó đã trở nên đặc biệt bởi những họa tiết được vẽ lên. Và đặc biệt là hoa sen, một trong những loại hoa có thể nói là quốc hoa này, rồi là mang cái tính tâm linh rất là lớn. Vậy thì trong những cái tác phẩm ở đây, em ưng ý nhất với tác phẩm nào và tại sao? Hoa sen thì từ nhỏ là em đã thích hoa sen rồi. Tại vì hoa sen nó mang một cái vẻ đẹp rất là bình dị và nó kiểu mộc mạc và thanh khiết. Nên là đối với em, hoa sen là một nguồn cảm hứng sáng tác nghệ thuật bất tận. Đây là hoa sen vẽ trên áo dài. Khi mà vẽ lên là vẫn giữ được cái độ mềm mại của mềm áo dài. Mỏng. Đẹp quá. Nhưng mà cho chị hỏi là chị mặc xong rồi chị giặt vẫn bình thường. Vẫn bình thường chị. Tại vì cái màu này là màu chuyên dụng để mình vẽ trên vải. Khi mà mình giặt không bao giờ phai. Diệu Nhi, dạ. Nếu như được vẽ hoa sen trên một bao nhiêu đường thì không đi. Đi vào cái đường đấy làm gì cho nó khổ ra. Sao đường rồng không đi? Đi chen mày mát nước cánh là sách rồi. Trợ lý. Chúng mày bước đi là sao? Nhây. Trợ lý ơi, em tập trung vào cho anh một cái. Dạ vâng. Nếu như được lựa chọn vẽ họa tiết sen lên bất kỳ một đồ dùng cá nhân nào của mình thì em muốn... Em đổi cái này, anh đổi họ. Nó xuất hiện ở đâu? Dạ, nếu như vậy thì em chắc em vẽ lên cái ốp lưng điện thoại của em quá.
Tại sao? Tại vì hàng ngày em xài điện thoại nhiều cho nên em muốn vẽ lên cái ốp lưng điện thoại cho mọi người được thấy. Và khi em cầm điện thoại lên thì mọi người lại nhìn thấy một bông hoa sen đúng dạ, không? Dạ đúng. Anh muốn vẽ ở đâu anh Long Nhật? Anh muốn vẽ lên tất cả những cái bộ đồ diện của anh, áo vest, sơ mi trắng, sơ mi hồng, sơ mi xanh hoặc là những cái áo dài cách tân của anh Nhật với những cái hoa điện hoa sen như này. Rất là hợp với cái dòng nhạc của anh Hạc luôn. Ở nhà anh nhiều đồ không? Nhiều đồ dễ sợ. Nhiều đồ dễ sợ vậy anh đi in nha. Không, in đâu cũng đẹp. Về bằng tay như thế này mới đẹp. Đúng. Chúng tôi sẽ được nói với quý vị là một ngày thì họa sĩ của chúng ta vẽ tay đó mới chỉ vẽ được một chiếc túi này mà thôi. Để bạn có cái động lực để làm tiếp cái công việc của mình theo đuổi. Chương trình đã quyết định là trích tiền để mua 4 chiếc túi tặng cho 4 người ở đây. Cảm ơn bạn rất nhiều. Và mời quý vị đến với vòng tiếp theo của chương trình. Chúng ta cùng đến với vòng cuối cùng của giác quan thứ 6 được mang tên Quyết định. Quyết định. Ở vòng này chúng ta còn một gói tiền duy nhất số 4 và đương nhiên rồi, nó sẽ là 25 triệu. Wow. Xin mời hãy được mở ra. Yeah. Nhưng sẽ không đơn giản để lấy được 25 triệu của chương trình. Bởi vì người chơi sẽ phải lựa chọn một trong hai nghề cuối cùng ứng với khách mời của chúng tôi. Xin mời hai nghề cuối cùng. Kế toán và kinh doanh thời trang. Thật sự là hai nghề không liên quan tới nhau, nhưng nó cũng chẳng liên quan gì tới ngoại hình của khách mời còn lại. Chắc chắn là kế toán. Trời ơi, trợ lý của tôi bỗng mới nói cái gì. Khi tôi chưa kịp hỏi, tại sao lại là kế toán? Đeo mắt kiến là đúng rồi, hàng ngày hả phải tập trung với những con số rồi kì kia, rất là stress, rất là căng thẳng, rất là dễ lên độ. Kế toán không ạ? Kế toán. Mà khi căng thẳng thì người ta có hai trạng thái, một là biếng ăn, hai là ăn nhiều hơn mọi khi. Biếng ăn. Đúng không? Dạ đúng. Và đây là trường hợp ở trạng thái thứ hai khi làm kế toán. Không nha, giác quan của em mách bảo, giác quan của em đang ngồi ở bên hướng đèn bên đây nè, mách bảo em. Mách bảo em là gì? Mách bảo em là không nên nghe lời chị. Vậy là kinh doanh thời trang đúng không? Đúng đúng rồi, nhìn chính xác nhấn chuông đêm, kinh doanh thời trang. Ủa? Rồi xem, kế toán em cũng mà kinh doanh thời trang em cũng Vâng, xin được giới thiệu, đây là trợ lý ba phải. Quyết định cuối cùng. Hay là kinh doanh thời trang không anh? Kinh doanh thời trang. Cái kiểu biên tập này đang lừa mà em không biết lừa chỗ nào nữa. Ba. Em chỉ biết đang lừa thôi. Cho em 3, kinh doanh thời trang. Kinh doanh thời trang. 1. Kế toán. Ôi. Cái gì? Hư cái chuông rồi. Một người nghệ sĩ có ngoại hình em như lực sĩ đã phá tan nát cái chuông của chương trình. Và hiện nay anh chị vẫn còn có cơ hội lấy 25 triệu nữa cộng với 5 triệu. Không, hồi nãy là bấm cái đó là cái dạng cái cú đó là thử chuông. Chuông đã reo lên, chúng tôi ghi nhận đáp án đó chính là kế toán. Và bây giờ sẽ là kết quả của chương trình. Người ta vẫn nói rằng phút 89 luôn là phút quan trọng trong bóng đá. Nhưng có những phút còn quan trọng hơn, đó chính là những phút 90+3, 90+4. Và khi trọng tài chưa thổi còi thì mọi thứ vẫn còn có thể thay đổi. Và Trà Ngọc đã lợi dụng những khoảnh khắc cuối cùng đó để thay đổi đáp án của mình. Cả hai đã thống nhất là kinh doanh thời trang, nhưng vậy những giây cuối cùng đã là kế toán và phá hỏng chiếc chuông này. Như vậy là Trà Ngọc đã giúp cho đội mình đánh mất 25 triệu. Đây là chàng trai với công việc là kinh doanh thời trang. Và mời em hãy bước lên phía trước. Bây giờ em hãy giới thiệu về mình kỹ hơn cho mọi người được biết công việc em đang làm và sở thích của em. Dạ vâng ạ. Xin chào tất cả mọi người, em tên là Nguyễn An Thiện. Và hiện tại thì em đang kinh doanh các mặt hàng thời trang ở thành phố Hồ Chí Minh. Và các hàng thời trang của em thì nó liên quan tới hướng du lịch bụi ạ. Du lịch bụi. Vậy là em phải là một người rất yêu du lịch và du lịch phượt đúng không? Dạ đúng rồi. Em đã đi được bao nhiêu nơi rồi?
Dạ, cũng khá là nhiều. Em đi được từ miền Tây, nói chung là chỉ từ miền Bắc trở ra là em chưa có tự đi bằng xe máy thôi. Còn lại là ở miền Tây, miền Trung, miền Nam em mới đi bằng xe máy thôi. Vậy thì du lịch phượt thì những cái trang bị gì là quan trọng nhất trong một chuyến đi? Dạ thì đối với những bạn trẻ bây giờ đi phượt thì em nghĩ quan trọng nhất là những cái đồ bảo hộ của mình, như là nón bảo hiểm, găng tay và những cái đồ giáp phòng thân, tại vì thật sự là nó cũng sẽ hơi nguy hiểm khi mà các bạn thiếu những cái đó. Thì nên em mới kinh doanh những cái đó. Em là một người thích đi phượt, vậy thì em có những cái kỷ niệm nào cho những cái chuyến đi của mình không? Dạ có, thì cái kỷ niệm chuyến đi mà em nhớ nhất là em đi cách đây 2 năm, thì em đi Đà Lạt. Thì em thì bình thường thì mọi người đi phượt từ Sài Gòn lên Đà Lạt nó chỉ rơi vào khoảng 7 tiếng, từ 6 tới 7 tiếng, nhưng mà em thì em đi hết 12 tiếng. Lý do? Là do em vừa đi em vừa ngủ. Nguy hiểm đấy nha. À không, ý của em là em vừa đi em đi được một đoạn buồn ngủ, em lại ghé vào quán cà phê em ngủ hết 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi vậy đó, em lại đi tiếp. Vậy thì được. An toàn. Làm gì cũng được, phải an toàn là trên hết. Đúng rồi. Đặc biệt là khi đang điều khiển các phương tiện giao thông, chúng ta phải luôn luôn tỉnh táo. Anh nghe thấy bảo là em có khả năng hát rap. Dạ vâng. Và em có muốn thể hiện khả năng đó trên sân khấu của chương trình không? Dạ em xin được phép gửi tới mọi người một bài hát, một bài rap cho em. Yeah. Không phải là tình yêu nếu không bắt đầu từ hai phía. Trong khi anh yêu em thì em đang nghĩ về ai thế? Hãy đến đây đối mặt anh và cho anh câu trả lời. Tuy em không còn yêu nhưng lại muốn anh lâu xa rồi. Em đặt sự ích kỷ lên trên chuyện tình cả hai. Em có vẻ thích nghĩ và không nhận rằng mình đã sai. Và đây là lần duy nhất anh đề cập đến việc chia tay và giấu em một bí mật sao lòng anh đau thế này. Nói cho anh nghe người ta tốt ra sao, đã tặng em được gì, kim cương hay là mã não. Có biết em sợ bóng tối và hay suy nghĩ mỗi đêm, hay họ xem em là con rối và chỉ bên em khi tối đến. Chỉ có anh là thằng ngốc nghĩ rằng mình sẽ chẳng chia xa, làm thêm mọi việc cực nhọc để có tiền tặng em món quà, luôn bên em khi em cần và luôn cạnh em như chúng mình vui. Và tha thứ cho em những lần em ra đi bỏ lại mình tôi. Níu đôi bàn tay chỉ còn em tan vào mây. Ánh mắt ấy trước kia chỉ còn bóng đêm vây kín. Phải chẳng là anh người vội và bước đi thật nhanh. Chỉ có những nỗi đau vẫn còn in dấu trong em. Cô đơn có phải điều tồi tệ nhất không? Khi người mình yêu nhất đã ra đi khuất bóng. Ánh trăng tà soi sáng phía bên kia dòng sông. Còn tôi ở nơi đây đã mày mất một bóng hồng. Ai bảo thằng đàn ông thì không có nhiều tâm sự. Sáng đi làm tôi đóng cửa phòng cùng với những tâm tư. Nhớ về những chuyện đã cũ, nhớ về người đã từng yêu. Một người đã không còn rủ mình ra Sài Gòn vào một buổi chiều. Níu đôi bàn tay chỉ còn hơi ấm tan vào mây. Ánh mắt ấy trước kia chỉ còn bóng đêm vây kín. Phải chẳng là anh người vội vã bước đi thật nhanh. Chỉ có những nỗi đau vẫn còn in dấu trong em. Xin cảm ơn bạn rất nhiều. Chúng ta đã đi đến những giây phút cuối cùng của chương trình. Vào lúc này thì hai người chơi, ca sĩ Long Nhật và diễn viên Trà Ngọc đang có số tiền là 20 triệu. Đấy là chúng tôi chưa tính tiền đền bù thiệt hại chuông cho chương trình. Và 20 triệu này giữ nguyên, nhân đôi hay chia đôi hoàn toàn phụ thuộc vào tấm thẻ ở trong chiếc két mà hai người đã lựa chọn đầu chương trình. Bây giờ xin được mời hai người sẽ cùng mở chiếc két này ra. Thắng nè phải không? Dạ thắng. Thắng nè. Rồi, sinh nhật anh. Sinh nhật nè. Rồi thăng. Thăng. Hay quá, hình như error rồi kìa, anh ơi, nó error. Sai lần thứ nhất. Trời ơi, anh ơi. Lần thứ hai còn sai thì coi như không lấy được tiền thưởng. Trời đất ơi. Anh ơi. Bấm là thăng nè. Anh đọc luôn cho em bấm giùm anh cái hồi hộp quá. Anh đọc luôn cái bát không, cho rồi đi. Không, hồi nãy cái bát kia là mời trợ lý. Sờ chưa nhập á. 19 10 thăng rồi xong luôn. Vậy thì là do nãy nhập á. Hồi nãy là chưa nhập. Đúng rồi, chưa nhập cái bát của anh không anh bấm. Mời trợ lý của chương trình giúp cho người chơi. Đó đúng thấy không? Rồi, đó chính chưa là nhập, nhập, chưa nhập. Để quan cái gì trong đây? Có két cũng như không. Cái két này là của anh đúng không? Rồi, em có được nhìn không anh? Không em. Hai. Giữ nguyên. Giữ nguyên. 20 triệu đồng. Vậy là 20
triệu được giữ nguyên, trừ đi số tiền đền bù thiệt hại cho chuông của chương trình. Xin được chúc mừng. Lúc này hai người chơi có số tiền thưởng là 5 triệu đồng. Ôi trời ơi, trừ 10 triệu hả? Chơi 15 triệu. Trời ơi, trừ 15 triệu tiền chuông. Không có. Nhà thì bao nhiêu là việc. Đi chơi game số tổ thua hoài. Bị chia chứ. Vâng, thưa quý vị, nhìn thấy tinh thần đang bị sốc và không ổn định từ phía người chơi, chúng tôi quyết định giữ nguyên tiền thưởng 20 triệu. Những người thích tiền thưởng ra về đã có tiền thưởng, chỉ có điều rằng tiền thưởng không đúng như những gì họ kỳ vọng. Nhưng hơn cả tiền thưởng, đó chính là niềm vui chúng tôi mang tới cho quý vị khán giả. Quý vị hãy nhớ giờ phát sóng của Giác quan thứ 6, đó là 12 giờ trưa Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3, Đài truyền hình Việt Nam. Yeah. Thành Trung và trợ lý xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Chín của Giác quan thứ 6 với sự góp mặt của diễn viên Lý Nhã Kỳ và ca sĩ Duy Ngọc hứa hẹn sẽ mang tới quý vị khán giả những giây phút thư giãn thật thoải mái. Hãy cùng đón xem chương trình Giác quan thứ 6 vào lúc 12 giờ trưa Chủ nhật tuần sau trên VTV3.